Màn hình cấu hình cao nhưng mà lại giá rẻ cho anh em nhé. Đây anh em, đây là chiếc màn hình Web Vision X8 Pro này. Còn với bộ cấu hình này sử dụng chip 7862 với bộ nhớ RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64 GB nha các bác nhé. Thì khi mà lắp lên chiếc xe Tucson này sẽ trông như thế nào đây các bác. Lắp lên một chiếc xe này. Còn cái màn đây là cái bộ màn hình nguyên bản này. Màn hình zin theo xe này. Có phím bấm này. Bây giờ là không sử dụng phím bấm nữa. Và màn nó sẽ mỏng hơn cái màn này nha các bác nhá. Đây, mình sẽ sử dụng là màn cảm ứng này. Mở rộng các bác. Quá là nhạy luôn. Với màn này thì các bác sẽ giữ nguyên tất cả này và các bác sử dụng bằng điều khiển bằng giọng nói hết nha các bác nhá. Đi đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Các bác có thấy nó nhanh không ạ? Và Điều nó sẽ hướng tạo Tây ngay cái Nam lộ lên trình qua đi đường đến Phùng sân bay Thị Nội Xuân Bài nhé. theo cái yêu cầu của em ngay. Các bác ngoài các bác không thích đi bằng ứng dụng Google Maps, các bác có thể lựa chọn ứng dụng khác nha các bác nhá. Đây. Đi đến sân bay Nội Bài bằng S2. Có cảnh báo tốc độ cho các bác luôn. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng S2 có cảnh báo tốc độ cho các bác luôn. Các bác thấy không? AI nhận diện giọng nói quá là chuẩn luôn đúng không các bác? Các bác muốn nghe nhạc đúng không ạ? Muốn nghe nhạc thì đây. Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở video nhạc trẻ remix. Các bác thấy đơn giản không ạ? Lái xe bây giờ thì không cần phải là thao tác bấm 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 phím và chỉnh đài FM hay là nghe nhạc USB nữa, đúng không các bác? Bây giờ nghe nhạc online cập nhật tất cả những cái bài hát mà mới nhất, nổi tiếng nhất hiện nay đúng không? Đang hot hit ở trên thị trường. Các bác chỉ cần ra lệnh giọng nói, các bác thích nghe bài nào có đầy đủ bài đấy. Lái xe không lo nhàm chán và không lo bị phạt vì quá tốc độ các bác. Nó có cái bản đồ, nó có cảnh báo giới hạn tốc độ cho các bác trên cung đường đi rồi. Bác nào mà đang sử dụng xe mà đang vẫn còn cái màn nguyên bản, các bác chưa có những cái tính năng xịn sò như màn Android này thì các bác hãy qua ngay Acala các bác nhá.